Chào các bác. Em lên tiếp tục cho các bác một cặp loa hàng xịn đời cao. Đấy, đây là cặp 092TX. Đấy, các bác có thể nghe những cặp như là 052TX này. Đấy. Thì những đời đấy nó còn thua xa đời này hoặc là 052. Đấy, Cao nhất rồi đấy. còn con này nó là dòng 092TX. Đấy, đời gọi là Đời đẹp nhất. full luôn. Đấy, đời cao nhất của dòng đời TX này. Đấy. 092TX. Dòng này thì nó được trang bị một con bát ở đây, nó là bát tiêu chuẩn, nó là bát 14.5 này. Đấy. Bát 14.5 đúng tiêu chuẩn của hãng luôn. Nó là 14.8. Đấy, tép cũng rất là to, tép của con này nó rơi khoảng là tép 10.5 này. Đấy. Nó bằng một con bát thông thường của cái dòng mini. Đấy. Còn kích thước vỏ con này thì nó rộng khoảng 17. Cao của dòng này nó là 29 gần 30. Thì đấy là hàng khủng của dòng Onkyo. Đấy, dòng này là dòng sơn si phủ bóng rất là đẹp, chất liệu vỏ gỗ cực kỳ tốt, dày dặn và đấy. Cầu loa của dòng này thì nó là cầu bắp chuối. Công suất là 70 trở kháng 4 ohm. Đấy, phía sau này thì nó hơi bị xíu như này thì về có thể dùng tí 52 bình chấm vào là ok. Em thì em cũng làm được thôi nhưng mà em không làm bởi vì cái này nó thật các bác này. Về các bác tự trau chuốt thì nó hơn là em làm. Đấy, không các bác đã bảo nhà em là sửa chữa này lọ. Ở đây thì em cũng vệ sinh qua rồi. Bác nào cần thì về vệ sinh thêm thôi. Đấy. Cái bụi của Nhật này thì chỉ cần gọi là phủi qua là nó đẹp, nó bóng ngay mà. Đấy. Cặp này nghe sướng lắm các bác ạ. Đấy, màng bát của nó là bằng giấy này, tép của nó dòng chép đông nón lụa này, nó rất là mềm luôn. Bác nào mà thích nghe nhạc bolero thì không thể bỏ qua cặp này, bởi vì dòng 092TX này gọi là hàng cực kỳ khủng khiếp nếu mà nghe nhạc bolero. Đấy, phải là lâu ơi lâu rồi nhà em mới về được cặp này, còn có lại 052TX thì nhà em quay cũng năm nay cũng về được khoảng hơn chục cặp thì cũng gần như là bán gần hết rồi. Đấy, bán hết rồi phải gần hết. Mới lên nhà em dọn kho là gần như là không thấy cặp nào nữa. Đấy. Thì không biết là tới hàng có về không thì không biết, nhưng mà cái dòng 092TX này thì lại rất là ít, không có hàng mấy. Đấy, dòng này thì màu sắc đẹp và nó hình thức tổng quan thì xịn. Chất âm thì thôi khỏi bàn. Riêng chất âm của dòng này thì không phải nói nhiều các bạn nhá. Đời cao mà, oánh tiếng mà nó cực phê luôn, bát khủng. À, bát càng to thì cái tiếng của nó càng thoát các bạn, nghe nó càng thoát. Mini và bát càng to đánh tiếng càng thoát, nghe nó không bị bí. Đấy, mọi thứ còn nghiêm chỉnh nha, bát tép về là nguyên bản cái thứ luôn từ bên Nhật về. Đây, căng nhất là đầy đủ hai chiếc. Đây, căng hai chiếc đầy đủ các bạn nhé. Con này về thì chân đây căng đầy đủ này, hai trước này. Đấy, mặt trước rất là đẹp luôn, mặt trước rất là đẹp. Sau hơi xíu luôn. Ok, đấy thì giá cặp này thì bình thường cặp này của nó sẽ rơi khoảng là gần 2 triệu nhưng mà thôi phía sau anh em vừa chỉ rồi. Đấy là hơi bị xíu cho thôi, cặp này thì để các bác là 1 triệu 680.000 nhá. Đấy, 1 triệu 680.000 cặp này thôi. Đấy, gọi là em để cái giá hữu nghị thôi. Chứ còn nói thật có là để ra 6180 này thì gần như là không có lãi mấy, không có lãi luôn. Đấy. À, nhiều bác các bạn là nói quá lên như thế để mà bán hàng. Nhưng mà không phải đâu các bạn, cái gì là thật là thật. Với có những cái sản phẩm như em nó là em xả hoặc là em để bằng giá là này, sẽ để yên tâm là các bác yên tâm mua hàng là để đúng cái giá đấy. Bằng giá luôn. Đấy. Bằng giá gần như giá nhập luôn. Mà xả là xả lỗ đấy chứ không phải xả vớ vẩn đâu. Đấy, chứ không phải là bán kiểu là nói thách giá lên xong rồi để nói như thế để cho nó sang mồm đâu. Đó, còn những sản phẩm thì kinh doanh chắc chắn là phải có lãi rồi đúng không ạ? Kinh doanh buôn bán mà không có lãi thì không ai người ta làm cả. Nhưng mà nhà em sẽ có những cái sản phẩm mà bán nó sẽ có lời riêng. Còn những cái cặp nào mà em nói là em khuyến mại và em xả hay là em để cho các bác giá tốt thì yên tâm là các bác sẽ có cái giá tốt. Đấy. Ok, thôi hôm nay mưa gió thì em bớt thêm nhá. Đang mưa lại bão đen xì rồi các bạn chán ghê cơ. Hàng hôm qua của các bác thì em gửi hết rồi nhá.
mấy bác hôm qua mà đặt hàng là em gửi hết sạch rồi đấy, nên là các yên tâm đấy. Còn hôm nay thì bác nào đặt mới thì từ sáng giờ đặt rồi đấy, thì em sẽ chiều nếu mà tạnh hẳn thì em sẽ gửi nhá. Hôm qua nó thật, hôm qua phải bọc hết màng co vào, xong rồi em che áo mưa mới đi sang gửi được. Hôm qua nó mưa kinh khủng luôn, mưa mãi chiều tối đấy. Thì chiều hôm nay thì nó ngớt ngớt thì em mới mưa thì em mới gửi được, tại vì nếu mà như hôm qua là nguy hiểm các bạn, nhớ không may mà bị một giọt hai giọt bắn vào là nó ảnh hưởng ngay. Riêng cái đồ này là đồ gỗ này là phải tuyệt đối là tránh mưa, nên là đấy. Thì bác làm một chốt thì từ giờ đến khoảng 6 giờ mà nó tạnh phát em gửi luôn đấy, em sẽ gửi luôn. Còn nếu mà không là các bác phải thông cảm cho em, là phải sang sáng mai. Thông thường thì ở đây thì sớm, buổi sáng sớm là nó không mưa thì em sẽ vứt sang sáng sớm đấy. Thì đấy em phải nói rõ ngay cái quan điểm như vậy nhá. Thực ra là nó nếu mà gửi trường này thì 6 giờ tối tầm 7 giờ tối thì hàng họ bốc đi thì họ sẽ chuyển đi, thì nó sẽ nhanh được khoảng mấy tiếng, nhanh được khoảng một ngày. Còn nếu mà sang ngày mai gửi thì hàng nó lại chậm mất một ngày của các bác. Nhưng mà nói thật các bác là chậm mà chắc còn hơn là nhanh mà để dính nước, thì em cũng khó nói chuyện với các bác. Bây giờ mà dính nước từ đây vào nó rất là nguy hiểm, nên là đấy em cũng phải nói bày tỏ rõ quan điểm nhá. Như hôm qua các bác qua vậy thôi đấy, mưa thì mặc dù một số bác cũng giục bảo là gửi luôn cho anh, nhưng mà gì giục thì giục, cái hàng các bác nhà em bán hàng thì nó vẫn phải có cái tâm ở đấy, tức là để làm sao để các bác khi nhận hàng mà cảm thấy là mình không bị thua thiệt, khi nhận hàng mà các bác cảm thấy không bị bực đấy. Tiền nong thì nó là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề là bán hàng thì phải có cái trách nhiệm đấy, đảm bảo cho các bác là hàng phải ok. Thì đấy là một chút chia sẻ đấy, thì bác nào chốt thì alo cho em nhé. Vâng, em xin chào các bác.